đói thế này thì phải đi tìm đồ ăn thôi. Wow, anh Hoàng mua nhiều hoa quả quá trời luôn. Wow, lựu vừa to vừa đỏ, ngon quá, đi thôi. Ngon quá. Anh Hoàng không ở nhà, mình ăn uống thoải mái hẳn ra. Được về nhà là thích nhất. Sao nhà cửa hôm nay trống vắng thế này? Sao yên ắng đến lạ thường, mới sợ chứ. No quá, nhưng mà vẫn chưa đủ. Sao tự nhiên lại đau bụng thế này? Đau bụng quá. Anh Hoàng ơi, Tấm ơi, Tấm, ta về rồi này. Tấm ơi, Tấm ơi, Tấm, nàng lên tiếng đi chứ. Tấm, 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 nàng làm sao vậy? Anh Hoàng ơi, ta đau bụng quá, ta thấy còn buồn nôn nữa. Đau bụng lại còn buồn nôn á? Sao lại đau thế này? Có ai không giúp ta với? Cô ơi, cô làm sao vậy? Giúp tôi với, tôi mang bầu, chóng mặt, buồn nôn quá. Thế bây giờ ta phải làm thế nào? Đưa tôi tới bệnh viện. Được, tôi đưa cô đi. Cẩn thận. Tâm, chẳng lẽ ta sắp được làm bố sao? Thiếp cũng không biết nữa. Mà thôi, để thiếp dậy nấu cơm cho chàng. Khoan, nàng cứ nằm nghỉ đi, mọi thứ để ta lo. Từ giờ nàng chỉ việc ngồi chơi và giữ thai thôi nha. Chẳng lẽ mình mang thai thật sao? Vậy là từ nay mình không phải làm gì nữa. Thằng Hoàng đâu? Hoàng đâu? Ra đón bố mày vào nhanh ra lên. Ra đón đại ca vào nhanh lên. Hai người sang đây có việc gì vậy? Tao nghe tin Tấm nó có bầu. Đúng rồi. Thăm cháu đi cái. Đi vào thăm cháu của bé. Còn nhớ phải xin gái giống mẹ nha. Này Tấm ơi. Cháu của gì? Em cắt, nhảy tay thôi. Hai người đến dạ bảo con, để con làm bữa thanh soạn cho hai người. Không cần, em mang sẵn rồi đi nè. Đèn. Cái gì đây? Tao bảo mày mua hoa quả, sao mày mua toàn đồ ăn vặt thế này hả? Đúng là nhà quê, dù chả biết gì, mấy cái này bán đầy cổng trường, các em nhỏ hay ăn mà. Bây giờ cho con nó ăn dần. Bây giờ cho con nó ăn dần. Mày có biết ăn nhiều những cái này rất là độc hại không? Bao nhiêu đứa ăn vào rồi nhâm biến cái kia, vứt ngay. Thôi mọi người ngồi đây nhé, để con đi lấy nước cho. Ồ, nước à? Ê, khoan, nàng cứ ngồi đây, mọi việc để ta lo. Được. Để ta đi lấy. Dù với em chờ một chút nha. Nhanh lên, đang khát. Chị ơi, chị có bầu thế này, con chỉ biết nói chưa? Đây, nó có chạy âm 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 trong đó nha. Tấm ơi, thế cháu ông được mấy tháng rồi? Từ khi mà bọn con biết tới giờ là 2 tuần rồi dựa. Đâu, để em nghe thử xem nào. Con nghe thấy nó đang đánh DJ trong này nè. Âm 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 kêu ông. Ôi dồi, cảm ơn. Tao đã bảo mày nhẹ tay thôi mà. Đầu cháu tao đấy. Đây, con mời Dượng ăn cam. Nước của nàng nè. Ôi cái con này, cam này là để cho cháu tẩm bổ. Mày cứ vơ phải cái gì là ăn cái đi. Không được. Đây, mày nhìn mà học chị mày đi nha. Cũng quá tuổi trăng tròn rồi, không mau mà đi lấy chồng đi. Ở nhà ăn suốt ngày tốn gạo tốn cơm. Con ăn ít mà. Đúng rồi đấy, em cảm à. Hoàng ơi, Dượng với mày ra shop lựa mấy bộ quần áo cho cháu tao còn mặc. Ý hay. Em Cám, trông chị Tấm giúp anh nha. Nhớ là phải nhẹ nhàng, biết chưa? Đi thôi. Nhẹ chưa? Ăn ít thôi. Đi cẩn thận nha. No quá.
ai trên đời chẳng uống rượu, mà uống rượu là phải say. Bạn ơi, hai em non tơ kia nhìn được đấy. Trời bạn ơi, chị phải giữ không khí này. Hai em xin tôi ơi, có làm tí rượu với bọn anh không? Ừ, một chút là đắm say nè. Này cái thằng ba lát này, mày uống rượu lúa hết cả mè mà không nhận ra chị mày là ai à? Ồ, em cám đấy à. Em kiến sư mày, chị. À chị cám đấy à, đúng có rồi. Đi làm tí mèn với bọn em không? Sao phải xoắn chứ, chị đúng. Làm tí rượu với bọn em đi. Này, vodka đây. Mặt tao nó có hưng phấn với mấy chai rượu này không? Không bao giờ tao uống rượu luôn nhé. Hai ba vô. Trời ơi, em cám thôi. Không bao giờ tao uống rượu. Không được uống nữa đâu. Ê, này cái con ngủ kia, để cho chị tao uống. Đúng chị rồi. Tao là tiên tử của cái làng này rồi. Đúng rồi đấy. Uống không bao giờ biết say đâu. Ê, ông ơi. Này, uống đi ông ơi. Uống đi. Uống đi cho con cháu sau này nó có phúc có đức. Dạ. Uống thử đi. Uống đi. Uống đi. Chị không uống đâu. Ai, món này nhắm được rồi nhất à. Luôn à. Chị đắp nhé. Không anh Hoàng về thì nói em không cho chị ăn. Nào đắp đi. Đắp. Hả? Ăn nhanh đi. Rồi. Ăn uống nào. Ơi. Ăn. Ăn là phải uống đó nha. Uống đi. Vô. Uống nhiều vào. Đi 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 tầng 2 với tụi em nha. Ủa đi. Rồi quẩy lên đi chị ơi. Dê. Dê. Lên lên. Quẩy lên đi. Đau bụng quá. Em cám. Làm sao thế này? Đứng lên. Đứng dậy nhảy với bọn em đi. Khỏe được. Uống rượu với nào. Bọn em đi. Vô vô. Em cám. Em say tới mê nè. Hả? Chuyện gì thế này? Mày bị sao thế? Đi 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 gọi người. Nhảy đi. Đi đi. Ê, có ai không? Ôi trời ơi. Ôi dồi ôi. Nước ơi. Cứu người đi. Cứu người. Anh Hoàng. Cứu. Có chuyện gì mà mọi người hốt hoảng thế? Chị tao tao. Tâm tâm sao? Ôi dồi ôi, mày xong đời rồi. Mày đi vào đây. Ôi. Mày ơi, về cho lành. Về đi. Tâm ơi. Này, Tâm, mày vào đi. Nàng làm sao vậy? Tâm. Hả? Cái gì đây? Ôi dồi ôi, rượu. Con này. Hả? Tao đã nát rồi, mày còn nát hơn nữa. Nàng tỉnh dậy đi, đừng làm tao sợ. Đau bụng quá. Em cảm, sao em lại cho Tâm uống rượu? Tâm ơi, mày xong nàng đời sao rồi. Không? Để ta đưa nàng đi viện. Nhanh lên, đưa nó đi viện đi. Ê, cái gì thối thối dữ vậy? Mùi na ná chua chết đi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải đưa Tâm đi viện. Đi nè. Ôi thối thật đi. Mày, đi cùng tao xem nó thế nào. Nhanh lên. Nhanh. Mày hả? Ây da. Cám, mày đợi tao với. Chết tiệt. Mày liều hồn bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Đứa trẻ có làm sao không ạ? Uống rượu có làm sao không? Đứa bé nào? Làm gì có đứa bé nào ở đây? Bác sĩ nói này, gì đây? Đứa bé ở trong bụng chứ ở đâu? Ông là bác sĩ mà ông không biết con tôi đang mang bầu à? Bị ngớ rồi. Đúng rồi đấy. Hả? Vợ của ngài làm gì có bầu đâu? Chẳng qua là ăn nhiều, đầy hơi, đau bụng nên đánh đấm nhiều thôi. Không có bầu sao? Thì con có biết gì đâu. Mà không có bầu lúc này thì có bầu lúc khác. Thôi ổn rồi, tôi xin phép nha. Cảm ơn bác sĩ. Tâm. Chị đứng dậy ngay cho em. Đứng dậy nhanh. Mày không có bầu à? Mày đền ngay cho tao số tiền tao vừa mua quần áo cho cháu tao nha. Hơi bị nhiều đấy. Đúng nha. Rồi, cả đống đồ ăn vặt em mua cho chị nữa. Nôn ra đây. Nôn ra đây. Còn phần của ta nữa, nàng phải làm việc nhà từ giờ cho đến khi nào có bầu thì thôi. Hả? Có phải lỗi tại Tâm đâu. Không đời nào. Tập trung vào, nhìn cho kỹ. Họp gia đình. Làm gì mà căng thẳng thế nhỉ? Thế mày có nghiêm túc để mẹ họp không? Thì mẹ cứ trình bày đi, tai con nghe một con nhai chứ mẹ. Em cám, mẹ giận rồi kìa. Ôi giời, bé sợ. Làm gì mà mạnh thế? Lỡ, mẹ lỡ. Không sao, không phải giật mình.
Sao mẹ ghẻ lại chiều em cám thế nào nhờ? Em đâu biết, phân biệt thế không biết nữa. Xem đi. Ăn nhiều vào con. Giấy siêu âm. Thai nhi 5 tuần tuổi. Tên Mộng Thị Cám. Em Cám, chuyện này là như thế nào? Em có thai á? Đúng rồi. Sau một thời gian lấy chồng, Cám đã có em bé. Mẹ được lên chức bà ngoại. Đúng thế rồi. Bọn con được lên chức bác à? Đúng luôn. Bác Tấm. Bác Hoàng. Chức hoài phết nha. Chuẩn luôn. Này em Cám. Cháu của bác. Lớn thế này rồi cơ à? Đúng rồi. Ồ, hình như mẹ nghe thấy nó đạp. Mẹ cứ dí mặt vào là nó đạp sưng mỏi lên bây giờ. Bây giờ hai đứa phải yêu thương chiều chuộng con Cám, biết chưa? Không được nói to, không được quá to. Mà tao nghiêm cấm là không cho nó làm việc nặng nhọc đấy nha. Mà tốt nhất là không nên làm gì hết. Còn nha, bà ngoại định của Trap. Chứ còn sao nữa hả mồm? Nhìn giống em Cám phết nàng nha. Lúc nào cũng vắt tay lên này nha, suy nghĩ anh chị á, không được để con búp bê tới gần em. Em đi từ từ thôi, không ngã là mẹ ghẻ đánh bọn anh chết đi. Biết rồi. À này Cám, cháu anh sinh ra bao giờ nó biết mở mắt thế? Rất là mất thời gian. Bao giờ nó biết nói thôi. Còn khi sinh ra thì nó phải biết mở mắt nhìn luôn chứ gì. À thế hả? Anh Hoàng chả biết gì về nghệ thuật cả. À, à, mà nó có ăn tôm hùm hay là vua hoàng đế không? Ui trời ơi, hỏi gì mà ngu thế. Ui giời. Mới Tấm. Sinh ra làm gì có răng. Này cũng sai rồi đấy. Mệt, mệt, Cám mệt. Mệt hả, mệt hả? Mệt quá. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Cẩn thận, cẩn thận. Ngồi nhẹ thôi, nhẹ thôi. Nào, anh đưa đưa cho. Đưa đưa. Quạt, 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 quạt đi Tấm. Anh chị ơi, cháu nó đói. Đói à? Cháu bắt đói à? Được, em ngồi đây, đợi anh xíu nha. Ôi. Vèo, đây. Cháu bắt ăn hoa quả đi, bổ sung vitamin, đẹp cho da. Ăn luôn. Nắng thế này cháu nó ăn không ngon gì cả. À, đây 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 đây, bác quạt cho. Trời nắng nóng thế chứ nè. Em lại sao nữa? Cháu nó nghẹn, nó khát nghẹn, nước. Nghẹn. Tấm, đi lấy nước. Nghẹn, nghẹn. Được rồi, chờ chị. Khát quá anh ơi, chị tắm lâu. Ngọt chén, vừa chị mua tận bên Dubai về. Chả ngọt với ngon à, thơm nước mũi luôn. Uống này á, cháu bác còn thông minh nữa đấy. Hai bác này, được. Sao cho chân chăm cháu. Ui giời ơi, mãi chả xong. Mẹ làm gì đây? Ý, Cám. Mẹ quát to cháu nó. Ồ, sợ đến này. Đau, 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 đau. Bà đây, bà đây. Đau quá. Thôi, cháu bà vào nhà nghỉ đi nha. Ở ngoài nắng lắm. Đi đi, nha. Quang, quang, quang. Úi dồi. Úi. Tức quá. Đi. Cám ơi là Cám. Tao mà nhịn mày, 9 tháng 10 ngày nữa chắc tao tức hộc máu não luôn ấy. Tịnh Tâm. Cám ơi. Ôi giời ơi, con ơi, mẹ đã già lắm rồi mà mày còn hành hạ mẹ thế này à. Mẹ phải vui vẻ vì cái điều đó chứ. Mẹ, 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 mẹ. Sao đây, sao đây? Cháu nó đạp, cháu nè. Bà đây, bà đây. Đâu, 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 để bà xem, bà xem. Đây, 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 bà xem này, bà dí vào. Hey, đấm khỏe thế này. Cháu bà chắc chắn là cậu thủ đá bóng này. Đây là con trai. Còn con gái thì khỏe mạnh. Yêu quá, yêu quá. Cháu bà mà lì. Chứ còn sao nữa. Cháu bà mẹ ngon ơi, cơ mà. Con thèm ăn trứng. Ăn trứng à, ăn trứng thì mẹ đi mua. Gì nữa? Trứng kia kìa. Trứng nào? Trứng rồng của ta. Mày lại thích ăn trứng rồng nữa cơ. Thế mẹ không muốn con đẻ ra rồng mà.
trứng rồng mới đẻ ra rồng chứ nhỉ. Mẹ sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho cháu mẹ. Đúng rồi. Đi đi. Khen cái giờ trứng. Tập hợp. Bọn con đây. Có mặt. Có chuyện gì mà mẹ gọi bọn con gấp thế? Triệu tập gì mà to gì đâu á. Cám, nó đòi ăn trứng đây. Thôi, thế thì mẹ ra chợ mua một container trứng về cho Cám ăn thỏa thích. Đúng rồi. Thế thì bình thường quá. Còn Cám, nó thèm ăn trứng rồng của con búp bê đây. Hả? Đứng lại. Quay vào đây. Ai cho đi mà đi. Giờ hai đứa mày tìm cách nào đi lấy trứng về cho nó ăn. Nhanh. Vì cháu của con, tấm nhà con sẽ làm được. Mẹ yên tâm. Không. Không cái gì mà không. Đi nhanh. Ui giời. Thế mẹ không đi à? Đi đi. Tao về trong con Cám. Đi sợ bả thôi. Kìa nàng ơi, nhà con búp bê kìa. Đi vào xem thế nào. Cẩn thận không có tóm đấy. Không có ai. Đi vào. Nhẹ nhàng thôi. Không nó phát hiện là không còn răng để ăn cơm đâu đó. Không biết hai đứa mình hy sinh chăm cháu nó như thế này mà sau này nó có đá mình ra ngoài đường không nhỉ? Chắc không dọn đâu. Đi lên. Chỉ cần quả trứng rồng này nở ra thôi là sức mạnh của ta sẽ tăng lên gấp bội lần. Giờ ngươi phải tìm cách làm cho quả trứng này nở ra cho ta. Để em cầm quả trứng này đi tìm cao nhân, rồi nó sẽ sớm nở thôi. À, chàng ơi, giờ phải làm thế nào? Ta đã có cách rồi. Đi theo ta. Giờ ngươi hãy cầm nó đi. Dạ, chủ nhân, đem đi luôn đây. Nhớ phải cẩn thận đấy. Ta đã có tuyệt chiêu lừa chúng nó rồi đấy. Thế chàng có cách gì? Nói luôn đi. Cách của ta đây này. À, là sao anh Hoàng? Nàng cứ đi theo ta rồi sẽ rõ. Đi. Ta phải làm cho quả trứng này nở ra con rồng bự chà bá. Ha ha ha. Sao ngươi lại có quả trứng giống với quả trứng của ta hả? Đúng rồi, lấy ở đâu hả? Đừng có nhận vờ. Đây á là trứng rồng đây. Trứng rồng á? Của ta cũng là trứng rồng, nhưng mà sao của ngươi lại màu hồng? Đúng rồi. À, trứng của ngươi là trứng rồng cái đúng không? Thế thì gặp được chuẩn lại là đúng rồi. Thế thì con rồng của ngươi sức mạnh không bằng con rồng đực của ta được. Con rồng đực có sức mạnh khỏe hơn con rồng cái của mình á. Thế các người có thể đổi cho ta được không? Đổi quả này lấy quả này á? Mày bị ảo à? Ai đời lại đổi con đực lấy con cái bao giờ? Không được đâu. Giờ mà mình đổi con rồng đực này về, kiểu gì chủ nhân cũng khen. Thôi thì ta cát thêm cái thỏi vàng khủng này ok chưa? Đổi cho ta đi. Đủ chưa hả? Đợi ta tí. Tên này công nhận ngu dốt cộng nhiệt tình nàng nhỉ. Không được nghe, đi ra kia. Bằng phá hoại. Bọn ta cũng không phải vì tiền đâu. Chẳng qua thương nhà ngươi bị búp bê bắt nạt nên mới đổi cho ngươi đấy. Thế ta cảm ơn các được người rồi. Ta đi nha. Kiểu này về chủ nhân sẽ khen. Đi. Sướng không còn. Mẹ, em Cám, bọn con đã lấy được trứng rồng về rồi này. Không những thế nha, còn được bonus thêm cục vàng to tướng luôn. Tặng cháu. Ui giời. Mẹ đi nấu trứng ăn cho bổ. Đợi mẹ, riêng cục vàng này hả? Anh chị tặng cho cháu, làm gối đầu luôn ấy chứ. Đấy, trông uy tín chưa? Quá tuyệt vời. Trứng tới rồi đây. Trứng rồng này, không biết nó có làm được việc hay không đây. Ê, chủ nhân ơi, chủ nhân xem này. Thế này là sao hả? Nãy chủ nhân đưa cho em là quả trứng cái, còn đây là quả trứng đực đó. Ôi da, ngu. Trên đời này chỉ có duy nhất một quả trứng đó thôi. Hả? Vậy sao? Đúng là không làm được tích sự gì cả. Vậy bây giờ mình phải làm sao hả chủ nhân? Cũng may là ta lường trước được độ ngu của ngươi. Nếu không thì đã
Định trộm trứng của ta sao? Không dễ vậy đâu. Chủ nhân thật là anh minh, anh minh. Chẳng lẽ ngu như ngươi à? Nhưng mà em mất tiêu thỏi vàng rồi chủ nhân ạ. Nhưng mà em mất tiêu thỏi vàng rồi chủ nhân ạ. Bước đi này, thực sự ta không ngờ tới đây. Đi theo ta. Dạ. Này em cám, ăn đi cho nóng. Nhưng mà không phải là con chê đâu nha, cháu nó bảo là hơi cháy. Cháy ăn cho nó chín. Chê nữa. Thôi ăn đi. Ngon lắm. Ngon không? Ngon. Trứng rồng ngon không? Ăn như trứng gà ấy nhỉ. Ngon. Chuyện trứng rồng mà lì. Ngon không con? Nãy mẹ ở trong bếp nấu á, mùi nó cứ thơm nức ra. Mọi người nhìn kìa mà ghê thế. Cảm, em nhìn đi, mặt em sao thế này? Mặt con gái tao sao thế kia? Trứng rồng kiểu gì thế này? Mẹ ơi, mẹ ơi, trứng rồng đẻo rồi. Chắc chắn là con búp bê nó dở trò rồi. Nó dám làm hại cháu tao á, tao không bỏ qua đâu. Đi, đi tắm. Nhanh 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 nhanh. Mẹ. Ở nhà đợi mẹ. À, thế bỏ con một mình nè. Mang thuốc giải đi. Trả lại vàng cho ta. Động đến ai thì động. Mày động đến cháu ngoại tao là mày xong đời mày rồi. Bọn ta sẽ liều mạng với ngươi tới cùng luôn. Tất cả là do mẹ con nhà ngươi tham ăn, đòi ăn trứng rồng của ta. Không có đâu. Không có này. Này, quả ra. Tiến lên. Yeah. Mày hả? Mày hả? Các ngươi chết nè. Đánh nó đi cám. Mày nhìn mặt tao nè. Mày dám giữ trứng rồng một mình nè. Để tao sưng húp cả mặt thế nè. Trứng của ta. Mẹ với về chị tao xử lý đi. Con ôm quả trứng về con trả cho ta. Bắt đi. Mẹ xử lý. Mày đi. Mày đi. Chưa chưa. Này, này, dậy đi. Tao xin lỗi mà. Tao chỉ lỡ. Ôi giời. Tâm ơi. Mày này. Xoay nó lại con. Tao cho mày về trừng xanh luôn. Mẹ định thật á? Chứ còn sao nữa. Hey, thôi đi, đi về rồi mẹ. Đi về. Về với cháu.